70% bệnh nhân điều trị ở trung tâm hồi sức tích cực bệnh viện Dã chiến số 16 thành phố Hồ Chí Minh do bệnh viện Bạch Mai phụ trách gặp phải cơn bão cytokine. Theo bệnh viện thì đây là triệu chứng hệ miễn dịch phản ứng quá mạnh để chiến đấu với virus nhưng cũng gây ảnh hưởng đến các phủ tạng. Đại diện bệnh viện Bạch Mai phụ trách trung tâm hồi sức tích cực bệnh viện Dã chiến số 16 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơn bão cytokine xảy ra ở tất cả độ tuổi bệnh nhân tại đây, song chủ yếu là người trẻ. ICU Bạch Mai đã xét nghiệm chẩn đoán cơn bão cytokine cho 100% bệnh nhân khi vào trung tâm để phát hiện sớm hội chứng này để tăng cơ hội cứu chữa cho người bệnh. Hiện trung tâm hồi sức tích cực này cũng đang tổng hợp báo cáo về hiệu quả khi xét nghiệm điều trị sớm cơn bão cytokine đối với bệnh nhân COVID-19.